Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về các lệnh trong bộ công cụ Modify Tools. Đó là lệnh Move, tức là lệnh di chuyển, Copy, sao chép và Align, tức là gióng. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn thực hiện các lệnh Move, Copy và Align. Một số lưu ý khi thực hiện lệnh. Mình sẽ tiếp tục sử dụng cái mô hình RAC Advanced Sample Project để hướng dẫn các bạn bộ công cụ Modify Tool này. Modify Tool là bộ công cụ mà các bạn có thể thấy nó ở đây. Các bạn vào Modify và nó nằm đây. Đây là những cái lệnh mà các bạn có thể thấy rất là quen thuộc nếu các bạn đã dùng nhiều phần mềm 3D như là Align này, Mover này, Copy, Rotate, Mirror. Những cái lệnh này thì các bạn lần nào dùng CAD hay dùng SketchUp và 3ds Max đều dùng rất là nhiều rồi. Thì trong Revit nó sẽ có những cái bộ lệnh này để chúng ta hiệu chỉnh đối tượng. Và đây là cái bộ công cụ khá là cơ bản. Do vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là nhanh trong đầu khóa học để các bạn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng để có thể sau này phục vụ các bạn dựng hình cái công trình hoặc các dự án của bạn một cách rất là thuần thạo, thành thục hơn. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng học ba cái lệnh mà chúng ta sẽ học trong hôm nay: Move, Copy và Align. Mình sẽ về một cái mặt bằng, ví dụ mình dùng mặt bằng này nhá. Ở đây các bạn thấy chúng ta sẽ có những cái đối tượng rồi. Thế bây giờ giả sử cái lệnh đầu tiên là lệnh di chuyển. Di chuyển một đối tượng trong Revit chúng ta thực hiện như thế nào? Đầu tiên đấy là các bạn sẽ cần phải chọn đối tượng muốn di chuyển. Giả sử mình muốn chọn cái bàn này di chuyển ra phía ngoài này thì mình chỉ việc chọn cái bàn này. Sau khi các bạn chọn rồi thì các bạn sẽ có cái lệnh Move, tức là cái lệnh di chuyển đây, và các bạn có thể ấn phím MV. Mình kích vào lệnh Move. Sau đấy nó sẽ có ra một hộp thoại Option Bar. Hộp thoại này nó sẽ có hai cái nút mà các bạn cần quan tâm, đó là Constrain và Disjoint. Cái lệnh Constrain tức là lệnh giúp các bạn di chuyển theo chiều hướng vuông góc. Nó giống như F8 trong CAD. Đấy, nó sẽ chỉ di chuyển theo hướng vuông góc. Nó không thể di chuyển chéo, không thể di chuyển ngang xéo là được. Đấy. Còn Disjoint tức là khi trong Revit có rất nhiều các đối tượng mà nó có cái sự liên kết với nhau. Ví dụ các bức tường này nó liên kết với nhau. Thì khi chúng ta di chuyển một đối tượng thì đôi khi chúng ta phải phá bỏ sự liên kết chúng ta mới di chuyển được. Thì đó là cái nút Disjoint. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng thực hiện theo thứ tự nhá. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái lệnh Disjoint và mình chọn Constrain. Sau khi chúng ta chọn đối tượng, chọn lệnh thì các bạn thiết lập. Sau đấy các bạn đưa chuột vào vùng của đối tượng và các bạn chọn một cái điểm căn cứ để chúng ta di chuyển. Giả sử mình sẽ di chuyển cái điểm căn cứ theo cái tâm của cái bộ bàn ghế này. Kích vào đây. Đấy, nó sẽ tự động bắt điểm cho bạn. Đấy, sau đấy các bạn chỉ việc là kéo nó ra. Thì bạn thấy do chúng ta chọn Constrain nên nó chỉ vuông góc mà thôi. Đúng không ạ? Giả sử mình muốn di chuyển ra đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái số mà các bạn có thể thả tay bỏ chuột ra và các bạn gõ số, ví dụ như là 2000 và mình enter. Các bạn thấy ngay lập tức các bàn của chúng ta đã được di chuyển ra vị trí này. Mình sẽ thực hiện lại một lần nữa, đó là mình sẽ chọn lệnh Move trước khi mình chọn đối tượng, mình chọn Move. Sau đấy thì chúng ta sẽ bỏ Constrain đi. Thì các bạn thấy đây, bây giờ nó sẽ khác đi. Chúng ta có thể di chuyển một cách rất là tự do. Đấy, thì đấy là tác dụng của Constrain. Còn Disjoint, giả sử Disjoint nhé. À, các bạn thấy này, ở đây mình có một bức tường. Bức tường này ấy, nó có đặc điểm đó là nó liên kết với hai bức tường hai đầu. Revit nó thú vị ở chỗ là các đối tượng có sự liên kết với nhau. Đấy, thì giả sử mình muốn di chuyển bức tường này nhé. Nếu mình sử dụng lệnh di chuyển, mình không chọn cái nút Disjoint, được chưa? Đấy, thì bạn thấy này, mình kích vào đây, mình di chuyển nó ra đây nhé. Thì bạn thấy không? Nó sẽ không thể ra được mà nó chỉ gióng với mình đến cái vị trí cái đấy mà thôi. Bạn nhìn lại này. Đấy, ra đây ra. Đấy. Thì nó sẽ không phá kết nối. Thì lúc đấy các bạn muốn di chuyển nó thì các bạn phải chọn cái lệnh Disjoint này, các bạn phải phá cái kết nối đó đi. Giả sử ra tận đây. Đấy, các bạn thấy không? Thì đấy là cái sự kết nối của đối tượng trong Revit. Đấy, rất nhiều đối tượng phải thực hiện cái thao tác này chúng ta mới di chuyển được. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Rồi, thì ở trong Revit ấy có nhiều bạn có thể di chuyển theo kiểu này, đó là các bạn kích chuột vào đối tượng và các bạn giữ chuột. Nhớ là giữ chuột chứ không phải là kích đúp nha. Nếu bạn nào mà chuột bị bệnh kích đúp là phải thay chuột đấy đấy. Đấy, các bạn chọn đối tượng vào giữ chuột thì các bạn cũng có thể kéo nó như này. Đấy. Được chưa? Đấy, tuy nhiên cái lệnh này nó có cái điểm yếu, đó là nó không được chính xác cho lắm. Bởi vì chúng ta không có một cái điểm mốc nào đấy để chúng ta căn cứ. Cái lệnh này thì chúng ta có thể kích vào cái điểm mốc, đúng không ạ? Giả sử đây, cái bàn này chẳng hạn, mình kích vào cái bàn và giữ chuột đó. Đấy, các bạn thấy chúng ta di chuyển.
nhưng nó chả biết là có cái vị trí khoảng cách như thế nào để chúng ta căn cứ và chúng ta di chuyển cả. Đấy, các bạn thấy không? Thì lưu ý các bạn, đôi khi chúng ta sử dụng lệnh di chuyển thì tránh cái việc chúng ta giữ chuột kéo nó đi, mà hãy sử dụng cái lệnh move này. Được chưa? Lệnh tiếp theo là các bạn có thể sử dụng đó là lệnh copy, tức là sao chép. Lệnh tắt của nó là co. Giả sử mình muốn sao chép cái bàn này sang vị trí này thì mình cũng sẽ chọn cái bàn và mình chọn lệnh copy. Các lệnh copy này ấy, thì nó sẽ có các cái lựa chọn tương tự, cũng có constraint để vuông góc, cái này các bạn biết rồi. Nó sẽ không có disjoint đúng không nhỉ? Tuy nhiên nó sẽ có cái là cái multiple. Cái lệnh này tức là lệnh copy hàng loạt. Nếu các bạn không chọn multiple thì các bạn thấy là khi chúng ta sử dụng lệnh copy nhé, chúng ta chọn đối tượng, chọn lệnh, thiết lập lệnh, kích vào một cái điểm mốc để căn cứ. Giả sử mình kích vào đây. Đấy. Sau đây mình kéo ra. Các bạn có thể ấn này, giả sử mình muốn sao chép nó ra là 2m2, mình enter. Thì bạn thấy sau khi chúng ta thực hiện lệnh luôn, thực hiện lệnh ấy thì cái lệnh sẽ được kết thúc luôn và chúng ta sẽ không thể copy hàng loạt. Các bạn muốn copy hàng loạt thì các bạn phải kích vào cái multiple này. Đấy. Bạn thấy không nhỉ? Đấy, đây gọi là cái multiple. Thì cái constraint, multiple và disjoint nó xuất hiện rất là nhiều trong cái bộ hộp thoại modify này nhé. Các bạn hãy lưu ý nhớ cho mình. Nó không khó đâu ạ. Đấy, thì đấy là lệnh copy. Và lệnh cuối cùng mà các bạn có thể học trong bài hôm nay đó là lệnh align, tức là giống. Giống nó như thế nào? Giả sử này, các bạn thấy nhé, giả sử cái bàn này nó đang theo thẳng hàng này. Và mình muốn cái bàn này nó cũng thẳng hàng đối tượng này. Và các bạn biết rằng cái bàn này nó có một cái đường tâm nó nằm ở đây này. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái đường lệnh gióng để gióng tâm các đối tượng với nhau. Giả sử mình chọn cái lệnh align. Sau đấy mình sẽ đưa chuột vào cái điểm đến mà cái đối tượng mình muốn gióng tới. Giả sử mình muốn cái bàn này gióng đến đây thì mình đưa chuột vào đây. Thì cái lệnh này nó sẽ tự động nhận cho chúng ta một số cái đường mà nó căn cứ. Giả sử cái bàn này có cái đường tâm đây. Thì mình kích vào cái đường tâm này. Các bạn thấy nó có cái đường gióng này sáng lên. Và các bạn chỉ việc là đưa chuột vào cái đối tượng này và kích vào cái vị trí mà các bạn muốn gióng. Giả sử cái bàn này mình cũng sẽ gióng tâm, mình kích vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn thực hiện lệnh xong thì nó sẽ có một cái khóa này. Cái khóa này nó có ý nghĩa gì? Nếu các bạn không khóa đối tượng thì các bạn thấy nhá. Các bạn không khóa gì thì bạn thấy này, bây giờ chúng ta di chuyển cái bàn này nó sẽ không có hiện tượng gì xảy ra. Đấy. Tuy nhiên nếu các bạn khóa này, giả sử các bạn khóa nhá. Đấy, các bạn khóa lại thì bạn thấy là nó sẽ có cái hiện tượng đó là chúng ta khi chúng ta di chuyển cái bàn này chẳng hạn thì nó sẽ cái kèn bàn kia nó sẽ đi theo. Đấy, nó có sự kết nối với nhau. Đấy, thì đấy là cái lệnh khóa. Cái lệnh này cũng rất là hay dùng. Giả sử như các bạn lỡ các bạn khóa rồi, ok rồi, nhưng bây giờ các bạn muốn bỏ khóa thì làm sao? Thì để bỏ khóa thì các bạn phải làm lại lệnh gióng một lần nữa. Nhìn này. Đấy. Và các bạn remove constraint đi, bỏ khóa đi. Được chưa? Đấy. Ok. Các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể di chuyển cách thoải mái đối tượng này rồi. Thì đấy là cái lệnh align. Thì giả sử mình sẽ thực hiện trên một bức tường nhá. Các bạn thấy này. Giả sử như mình có bức tường này chẳng hạn. Mình muốn bức tường này này nó được thẳng hàng với bức tường này như này chẳng hạn. Được chưa? Thì làm sao để thực hiện? Thì các bạn cũng lại chọn lại align này. Sau đấy các bạn chọn một cái đường gióng. Đấy, điểm đến. Thì ở đây nó có rất nhiều đường. Thì các bạn có thể lựa chọn. Các bạn có thể sử dụng phím tab để lựa chọn một cách thoải mái hơn. Đấy, thấy không? Đấy, mình ấn tab này. Giả sử mình muốn gióng theo cái mép này chẳng hạn thì mình kích vào đây. Dạ, nó sáng lên đứt đứt thế này. Sau đấy thì chúng ta chọn cái điểm đến của bức tường này. Giả sử mình chọn vào đây. Đấy. Ở đây thì nó báo một cái lệnh xóa đối tượng thôi, các bạn không phải yên tâm nhé. Đây, thấy chưa? Nó được gióng với nhau. Mình sẽ thực hiện lại một cái khác nha. Giả sử như là mình xem nào. Giả sử như là cái cửa này, giả sử nó nằm bên này. Mình sẽ di chuyển cái cửa này sang bên này. Mình cho sao này một tí. Hai cửa đang lệch nhau. Giả sử chúng ta muốn hai cửa này nó giống thẳng hàng với nhau thì các bạn sử dụng line này. Mình chọn một cái đường mốc này. Đấy. Giả sử cái đường mốc là này hoặc ở đây tùy các bạn. Sáng lên. Và các bạn kích vào đây. Thì nó giống với nhau. Được chưa? Và các bạn lưu ý cho mình là cái lệnh giống này, line này nó không cho chúng ta phép giống hàng loạt. Đấy, nó không thể kích một lần rồi giống được mà chúng ta phải kích từng lần một. Thì bạn lưu ý cái đấy cho mình nhá. Được chưa?
Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng các lệnh move, copy và align và một số lưu ý khi thực hiện lệnh. Đây là những cái lệnh rất là quan trọng và thường xuyên sử dụng trong Revit. Tuy nhiên nó rất là dễ dàng với các bạn và không có hề gì là khó khăn cả. Mình tin rằng thì các bạn sẽ nhanh chóng thành thạo các cái lệnh này mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.